dưỡng sinh á, tập dưỡng sinh, tập dưỡng sinh. Xin chào mừng toàn thể quý vị đã đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Chương trình của chúng tôi được phát sóng một lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7 với sự tài trợ độc quyền của công ty cổ phần bột thực phẩm Tài Ký, thương hiệu Taki Food. Và ngày hôm nay rất là vui mừng chào đón hai đội chơi. Và đầu tiên xin mời giới thiệu, đó chính là đội những biên tập viên huyền thoại của HTV. Đội của chúng tôi là hôm nay có một biên tập viên kỳ cựu của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mấy mươi năm qua, và có lẽ là khán giả là không thể nào quên được hình ảnh của một người rất là điềm đạm nhưng rất là sinh động trên màn hình. Cái vấn đề nữa cũng liên quan đến các ngân hàng và cái cách phương thức thanh toán của chúng ta, nói ngân hàng ta nghĩ ngay đến cái phương thức thanh toán. Biên tập viên Lê Hưng, thưa quý vị. Xin chào đội bạn và chào ông Hoàng Hạnh Phúc. Dạ. Dạ, chào Hoàng Hạnh Phúc. Biên tập viên Đỗ Thụy cũng là người dẫn chương trình. Chắc có lẽ nhắc tới Đỗ Thụy thì sẽ nhắc tới những chương trình về an sinh xã hội. Chắc là quý vị khán giả cũng có thể bắt được cái cảm xúc mà chúng tôi đang có đây. Nghĩa rằng là cái sự mạnh mẽ trong hai người phụ nữ này, rất đơn độc, rất lặng lẽ nhưng mà hết sức là mạnh mẽ để mà sống được trong những ngày tháng khó khăn này. Cách dẫn dắt và cách biên tập nội dung rất là gần gũi và đi vào đời sống của người dân. Chính vì vậy mà Đỗ Thụy rất là được nhiều những công chúng và đặc biệt là khán giả lớn tuổi rất là yêu mến. Có em nữa. Vậy hả? Cảm ơn ông Hoàng Hạnh Phúc. Cảm ơn hôm nay có dịp được gặp Trường Giang. Quý vị biết không, vào đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thì những người lớn tuổi nhiều dắt chúng tôi thì chính anh Phước Lập và riêng đối với cá nhân Đỗ Thụy là một người thầy. Hết hồn tưởng là nói mình lớn tuổi. Một người bạn, một người thầy đã dìu dắt Đỗ Thụy suốt thời gian qua, và có lẽ quý vị cũng đã nhìn thấy được bản lĩnh của anh, tâm huyết của anh đối với những chương trình mà anh gắn bó. Con trai, con sẽ lớn lên để trở thành trụ cột để thay cha gánh vác gia đình này. Trái tim của con, trách nhiệm của con và tinh thần của con sẽ làm được điều đó. Chú thấy được điều này từ con. Anh này người Đồng Tháp mà anh nói Thụy ơi, khi mà đi thi chương trình này anh không biết có bánh tầm mì hay không. Trời ơi, mê bánh tầm mì ghê lắm. Không biết có hay không, hy vọng có. Nhưng mà đội bên đây rồi nghe đội bên kia giới thiệu hùng dũng quá. Không phải ở bên kia bị gì á, cơ bản là anh chị em bên kia là người ta làm nghề, là MC cái nghề của người ta rồi. Mình nói cái chuyện mà nói là nói không lại rồi đó. Chả không lại chỗ mấy ông hài nói dữ lắm. Nói là nói không lại rồi, để lát thi vô món ăn thôi, để không. Coi kiến thức rồi chứ. Thôi bây giờ thưa quý vị, cho tôi giới thiệu luôn, tại vì nhiệm vụ của người dẫn chương trình. Dạ. Ở đây có nghệ sĩ Hoàng Sơn, nghệ sĩ Tú Kim Xuân và nghệ sĩ Gia Bảo. Chúng ta cho là vỗ tay. Rồi giờ cái đội mình được phép nói về đội mình không? Đáng lý ông Hoàng Hạnh Phúc làm lập danh luôn rồi, thấy không? Ghê chưa? Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đến đây với cái sự ưu ái dành cho chương trình. Mời mọi người ngồi. Rồi, cảm ơn. Dạ, kính thưa quý vị khán giả thân mến, chương trình của mình là có một cái tiêu chí là ăn không chỉ là để no, mà ăn là còn phải lo cho sức khỏe. Chính vì vậy tất cả món ăn được chế biến trong chương trình đều có sự giám sát của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng. Ví dụ như anh Sơn là sẽ được bác sĩ cung cấp những món ăn mà nó phù hợp để về tóc đồ này nọ. Nó hỗ trợ đó anh. Dạ. À, đúng rồi, cho nó bổ mà. Tóc thì nó phải ra nhưng cái bụng nó phải xẹp vô chút xíu. Dạ, cái đó thì món ăn nó dành cho anh Hưng. Còn thôi đừng nói nữa ha Bảo ha. Mình thì chắc là ăn kiêng rồi. Kiêng lắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ được biết ngay sau đây, đó chính là chủ đề ngày hôm nay, đó là những món ăn như thế nào. Xin mời. Đó là những món ngon quê nhà. Thực ra thưa các anh chị là ở Sài Gòn, nhiều người nói câu này đúng mà cũng chưa đúng. Cái gì cũng có. Nhưng mà thực ra cái hương vị đúng của quê nhà mà cái thời tuổi thơ hoặc là cái ngày xưa mình đã từng ăn của dì ba, dì chín gì đó là nó còn trong đài hoài, không bao giờ nó phai được. Mặc dù có gì khác ở Sài Gòn nấu ngon nhưng mà mình cảm nhận cái đó là ngon nhất. Thế mà riêng tôi đó thì tôi là người dân Sài Gòn này, lần đầu tiên tôi ăn mì Quảng ngon. Không phải ở Quảng Nam, không phải ở Quảng Ngãi, không phải ở Đà Nẵng. Dạ. Mà tôi ăn ngon nó ở Đà Lạt. Dạ. Mà một bà đó gánh một cái gánh. Đó, nếu vậy thì ngon. Tôi ăn giữa đường thì tôi thấy ngon. Nhưng ngược lại, bây giờ tôi ăn phở Bắc, nhưng mà tôi ăn phở ở Sài Gòn tôi lại thấy ngon hơn ăn phở ở Hà Nội. Chắc có lẽ tại cái quen cái gu từ đây rồi. Quen cái hương vị. Thành ra cả mì Quảng, cả bún bò Huế tôi ăn ở Sài Gòn tôi vẫn cảm thấy ngon hơn là khi tôi ăn ở. Dạ.
Nói như anh Hưng để anh bổ sung là em nói thiệt anh bây giờ chưa bao giờ em tìm được cái tô hủ tiếu mà ở trên quê em nấu. Quê anh đâu? Bình Dương. Ở trên quê em á là nấu cái tô á, hủ tiếu á là hồi nhỏ lớn ăn và nhớ hoài, mà giờ đi về đây tìm hoài không ra được cái tô hủ tiếu, mà về quê lại là có. Vậy thì mình về quê mình ở luôn để mình ăn hủ tiếu. Không phải. Quan trọng là ngay sau đây chúng ta sẽ được xem những món gì mà ở miền nào. Chúng ta cùng chờ xem. Mời video clip. Bình Định, nơi được mệnh danh là vùng đất võ huyền thoại và còn là quê hương của những món ăn vô cùng độc đáo, rất quen thuộc nhưng cũng đầy sáng tạo. Bánh ít lá gai, nem chợ huyện, bún sông thằng và còn vô khối những đặc sản hấp dẫn khác mà không đếm xuể. Biển xanh, nắng vàng, nguồn hải sản bất tận và lợi thế thiên nhiên. Đặc biệt, có những con người cần mẫn sáng tạo hết thảy, tạo nên một nền ẩm thực rất riêng mang tên Bình Định. Thiên đường ẩm thực quyết định dừng chân tại đây. Hãy chờ xem chương trình sẽ chiêu đãi các bạn món ngon nào nhé. Đã là người con đất Bình Định thì không thể không biết tré, một món khai vị quen thuộc của người dân nơi đây. Cắt nhỏ củ riêng và tỏi. Nguyên liệu chính của món ăn này là tai heo và thịt ba chỉ, luộc chín cùng với củ hành tím và một ít gia vị. Cắt tai heo và thịt thành sợi dài, rồi cho vào thố để trộn gia vị. Tiêu hạt đập sơ qua rồi cũng cho vào. Tiếp đến là tỏi, củ riêng. Ngoài những gia vị cơ bản, món tré không thể thiếu thính và me. Trộn tất cả lên cho gia vị thấm đều. Giờ thì theo dõi đầu bếp của chương trình trổ tài gói tré nhé. Gói tré thì phải gói bằng lá ổi non mới ngon đúng điệu. Tré Bình Định đặc biệt hơn cả là ở cách gói kỳ công này đó. Nhờ vậy tré sẽ được giữ trong nhiều ngày mà không bị hư. Ủ tré khoảng 3 ngày là dùng được rồi nha. Ăn tré không đơn thuần là cảm nhận bằng cái vị giác, vị giòn sần sật của tai heo, vị lá ổi chan chát hay hương thơm của thính và vị chua chua vốn có của tré, mà hơn hết đó còn là mùi vị của những thứ thân thuộc, vị của tình quê xứ nẩu. Là một thành phố biển xinh đẹp với những sản vật được ban tặng từ mẹ đại dương, Quy Nhơn có một món đặc sản nổi tiếng nữa chính là bún sứa chả cá. Cá biển tươi lạng lấy phần thịt, cắt khúc, rồi đem quết cùng một ít gia vị, vo thành những viên cá tròn đẹp, rồi đem chiên cho đến khi có màu vàng đẹp mắt như vậy là chín rồi. Tiếp theo phi thơm hành tím để xào cà chua. Nước dùng thay vì nấu từ xương thì người Bình Định lại quen nấu từ đầu cá biển, sả cây, hành tây và cà chua. Nêm nếm nước mắm, mắm ruốc cho vừa miệng. Chuẩn bị một phần chả cá hấp nữa rồi dọn ra bàn thưởng thức thôi. Xếp tất cả vào tô cùng với bún. Nước dùng phải nóng hổi mới ngon. Vị sứa sần sật lạ miệng, chả cá thơm dai hòa quyện với vị ngọt của nước lèo. Nếm thử một miếng đầy đủ như vậy thì mới cảm nhận trọn vẹn hết cái hương vị của biển. Ôi, ngon quá đại dương ơi! Người dân xứ nẩu có thói quen ăn bánh hỏi. Họ có thể ăn để trừ cơm. Vì vậy mà bánh hỏi ở đây có phần đặc sắc hơn những nơi khác nhờ kết hợp thêm những món ăn kèm. Trong đó phải kể đến là món bánh hỏi cháo lòng. Trước tiên cho gừng và muối vào nước sôi để luộc lòng heo và thịt ba chỉ. Thịt chín vớt ra và giữ lại phần nước dùng. Rang thơm gạo rồi cho vào nồi nước dùng để nấu cháo. Ăn bánh hỏi mà không có dầu hẹ thì coi như mất ngon. Xếp tất cả lên mẹt. Chuẩn bị một chén nước mắm tỏi ớt nữa là chuẩn, không cần chỉnh luôn đó. Húp một muỗng cháo nóng hổi, rồi cuộn bánh hỏi với lòng heo và nhâm nhi. Lòng heo mỗi loại có một vị ngon khác nhau. Bánh hỏi vừa thơm vừa béo nhẹ,
lại còn có cả cháo nữa cơ chứ. Có như vậy mới cảm nhận được hết cái đặc biệt của riêng bánh hỏi Bình Định. Ăn rồi nhớ mãi không quên. Bánh xèo thì quá quen thuộc rồi, nhưng bánh xèo tôm nhảy thì chắc hẳn có nhiều bạn sẽ cảm thấy lạ lẫm và thú vị. Bánh xèo tôm nhảy ở Bình Định ngon nhờ làm từ tinh bột gạo nguyên chất và ngọt nhờ những con tôm đất còn tươi mới đánh bắt về. Có lẽ vì thế mà món bánh được gắn với cái tên nghe vui tai như vậy. Ăn bánh xèo tôm nhảy ngon theo cách nói của những người sành ăn là phải ăn đúng quán, đúng người làm thì mới đúng điệu. Một chiếc bánh bé tí ti mà biết bao nhiêu là tôm, chất lượng vô cùng. Cuốn cùng với bánh tráng và các loại rau xanh nữa. Rồi chấm với nước mắm tỏi ớt, chú choa, ngon không thể tả. Nếu hỏi ghé Bình Định mua gì để làm quà, thì sẽ dễ dàng nghĩ ngay đến bánh hồng, một món bánh truyền thống của vùng Tam Quan. Nếp làm bánh phải là loại nếp ngự thì mới dẻo thơm. Nếp sau khi ngâm 8 tiếng thì đem xay với nước. Xay xong đem bồng cho ráo, sau đó nhồi bột với một ít nước cho đến khi bột đạt đủ độ dẻo. Giờ thì xào dừa với đường, xào cho đến khi dừa trong lại là được. Nấu một nồi nước đường, rồi cho từng miếng bột vào nấu, khuấy đều để bột hòa lẫn cùng với đường. Công đoạn nấu bột rất quan trọng bởi vì nấu chưa tới sẽ làm bột vón cục, còn nấu quá chín thì bánh sẽ dễ bị nhão. Bột vừa đặt lại thì bắt đầu quết. Bánh hồng đặc biệt thơm ngon là nhờ vào dừa đó nha. Tiếp tục quết cho đến khi bột không dính chảo là đạt chuẩn. Hơ khối bột đều trên lửa như thế này, cuối cùng đem ép phẳng với khuôn rồi cắt thành những miếng vuông vừa vặn. Vậy là hoàn thành món bánh hồng trứ danh rồi đó. Bánh hồng dẻo dai, thơm mùi nếp, lại giòn giòn sần sật dậy hương dừa. Nhâm nhi cùng tách trà nóng nữa mới thấy hết cái vị thanh tao của món bánh hồng. Một thức quà quê giản dị không thể thiếu của du khách lẫn người con xa quê. Ẩm thực Bình Định rất phong phú, vừa dễ làm lại vừa ngon, gói trọn trong mình những thứ thân thuộc nhất của quê hương. Món ăn Bình Định cứ thế làm siêu lòng bất cứ ai khi đến với vùng đất võ này. Kính thưa quý vị, sau đây sẽ là một trò nho nhỏ, một trò chơi rất dễ dàng, rất là dân dã, tức là gói bánh ít lá gai. Chị Minh sẽ là người giúp đỡ chúng ta. Chị sẽ làm mẫu một cái bánh như thế nào, và trong thời gian 3 phút, đội nào làm giống như chị và nhiều hơn thì sẽ chiến thắng đội kia. Bây giờ sẽ là bánh mẫu, xin mời. Em xin hướng dẫn cho các anh chị là trước khi mình làm á, thì mình sẽ phải xếp lá trước. Em sẽ xếp trước tiên là nó sẽ thành một cái hình tam giác như vậy. Và sau đó em sẽ xếp lại thành hình tam giác nhỏ lần nữa. Rồi xong, quá dễ. À chưa anh. Ủa chưa hả? Xong mình sẽ bẻ cái góc này nó qua đây, và mình sẽ lật cái phần này qua, mình bẻ tiếp như vậy. Ổn ổn chưa Lập, ổn chưa? Ổn chưa? Càng 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 như vậy, rất là đơn giản. Anh Trơn sẽ là người xếp lá. Rồi. Ủa xếp lá làm không được anh Trơn? Xếp lại chứ không thấy hồi nãy rồi lo đeo cái này không. Rồi tôi xếp. Rồi sau khi mình xếp hết lá là như vậy, bắt đầu mình sẽ dùng cái kéo. Em mà nhớ được cái thứ tự xếp chắc liền luôn đó. Mình tỉa nó lại hết như vậy. Đó, để... quá đơn giản. Đối với cái bánh này thì mình sẽ bắt nó như vậy. Đó. Khi mình bóp mình nặng lên phải tròn quay vậy luôn hả? À, như vậy thì nó mới đẹp. Thôi hỏi nhiều quá, coi đi, hỏi nhiều quá vậy. Khi mình làm như vậy thì cái bánh mình nó sẽ đều. Rồi, bây giờ là Lạc mình để ngay giữa. Ôi, giống như bánh đất đó như quê em. Dạ, ủa giờ anh mới biết hả? Ôi, đẹp quá. Tuyệt vời. Kính thưa hai đội chơi, hãy nhìn mẫu một lần cuối. Đây là mẫu, hãy nhìn mẫu một lần cuối. Góc cạnh rõ ràng, đẹp. Đã làm chưa, đã làm chưa? Thời gian 3 phút, bắt đầu. Rồi, ok, vậy là ai xếp lá đây? Trời ơi, giờ mới phân công. Trời ơi, con sân nặng kìa. Nhỏ thôi anh, bự quá. Ôi trời, tay hoài về chân ơi. Đẹp, đẹp. Đúng không vậy? Dạ sai rồi, cái đầu bên kia phải bẻ lại. Dạ đúng rồi. Rồi xong. Một lá. Khoan làm cứ làm viên đi, làm viên đi. Bóp lại phải một chiều. À đúng rồi ạ. Ủa nhưng mà hỏi hết rồi, lát hồi sau thi à? Ủa cái này là em đang thi rồi nè. Là thi là không được hỏi à? Không, em làm em hỏi giả bộ vậy thôi chứ mà em cũng tự tin như anh Hoàng Sơn bên kia mà.
tàu quá khi mình gấp ấy cạnh lại nó không đẹp. Bự quá, phải làm sao mà vừa đẹp mà vừa được nhiều hơn nữa. Nếu mình làm mà bánh bự thì mình sẽ bị ít bánh lại. Đúng rồi. Bóp được không đưa đây? Bóp được không đưa đây? Bóp được không đưa đây? Anh gói này lại đi. Anh hơn có khỏe anh khoái bóp quá. Ăn là dễ mà làm khó quá. Con có nhiệm vụ vậy không được nữa thôi nghe bạn. Và bây giờ là 15 giây cuối cùng. 14, 13 chưa mà dán. 12 dán từ từ. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Sao mà đi qua đây mà lấy trước rồi vậy? Bên nào cũng vậy thôi à. À, tặng thêm hả? Tặng thêm. Đây. Chúng ta bắt đầu lấy từng cái nào đủ tiêu chuẩn, còn những cái không đủ tiêu chuẩn không lấy. Cái này cũng được nè chị, cho chị. Chưa, cái này dĩa người ta mà sao. Ủa anh về nha. Có được hai cái này là xếp lá đúng để mà nó có được hai cái cành này thôi. Là hai cái. Hai cái. Rồi xong. Ủa em còn tặng thêm hai viên nữa được không? Có gì không nè. Rồi, đây là dĩa của bên đội cô Kim Xuân nè. À, bên đội của cô Kim Xuân thì là tất cả các cái lá đều xếp đúng. Nhưng mà lòi gì thì đâu có được. Dạ, lòi như vậy thì chắc chắn sẽ không tính, chỉ tính được ba cái này thôi. Thì ta cũng thắng vậy. Như vậy là một điểm đã thuộc về đội của Kim Xuân. Xin chúc mừng bước vào đại tiệc. Em chúc mừng ở trên Hoàng Sơn. Mời tất cả vào đại tiệc. Ủa bên này cũng vô nữa hả? Vô ngồi. Vô ngồi coi chơi. Ngồi chơi anh, ngồi chơi anh em thân thiết lâu ngày mới gặp lại mà. Chắc mà bên thắng cũng có mời gì không ta? Dạ mời ngồi chơi. Phá luật bữa đi. Luật là luật làm sao mà phá được. Chưa gì mà nghe mùi đó. Thơm phức. Dạ kính thưa cô Kim Xuân. Kính thưa anh Hoàng Trơn. Kính thưa bạn tôi. Bên này nữa. Dạ cảm ơn mấy anh chị đến tham gia chương trình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có những món ăn. Đầu tiên là gọi là món ăn chơi á, là món tré. Thì mình ăn là mình sẽ không phải ăn cầm cục tré mình cắn thì nó không có gì đâu, gọi là thiên đường ẩm thực. Mình sẽ dùng bánh tráng. Bảo chi nó sẽ đóng. Đó, sao mình xé ra. Anh giữ giùm em cái rác á. Cái rau nè, đó, rồi là miếng khế, đặc biệt là khế, bởi vì khế là có cái vị chua. Mình cắn thì khi mà mình cắn miếng chua thì chua chắc chắc ha. Nó có một cái tia nó phóng ra. Thì các bạn biết là tia gì rồi. Đây là giáp cá. Tré này là trong này thành phần chính là lỗ tai heo, rồi riềng, rồi mè rang người ta trộn vô. Cái mùi nó rất là thú vị. Dạ, em xin phép em lấy cái nước mắm á, tại vì để bên đây mình cũng đâu có dùng được. Tới anh rồi đó anh Hưng. Em ăn thiệt vậy luôn á hả? Sao nhìn em hoài em ngại quá. Trời ơi em ăn thiệt luôn á hả? Công nhận cuốn hút quá à. Mình chuẩn bị đi đó, mình trải ra nè cho khỏi rơi xuống nè. Wonderful. Mà anh phải chi nãy để anh xếp lá được rồi nè. Lập ơi, về cái đội bên kia bây giờ nè, Đỗ Thủy hát một câu cải lương đi, sẽ cho tham gia ăn luôn. Riêng về chị Thị không làm gì hết, em vẫn mời em bình thường. Tại vì hồi xưa đó em cũng đi học á, cái biên tập viên nữ duy nhất là truyền hình mà em mê á là chị Thị. Mến mộ, mê luôn, yêu luôn. Đẹp. Dùng sóng truyền hình quá. Em nói thật mà, tại vì em với đàn em nói thật lòng, lúc đó em rất là mê chị. Thôi bây giờ cưng nuốt xong nè, nói vậy đi bên đây người ta thèm nuốt rồi nói nha, không có chép miệng. Giáp bộ đó. Tại vì cái thời mà tụi em học trường á là cái chương trình của nhà nước là đang mạnh mạnh lắm, khủng luôn. Trúc xanh. Vậy chị mời Đỗ Thị cho. Làm gì mà hát được bữa ăn chứ. Ủa vậy hả? Em
em nó không hát. Em cứ hát đi chị cuốn. Em hát vừa xong chị đưa em ăn. Đó, quá chị ơi. Đó, giờ chị cuốn nè. Hát quá thôi hồi đó giờ rồi hát cái lương. Nhưng mà chị có một mình Thủy thôi nha. Chị Xuân, em chị thân nhau mà. Không có, tại chương trình nó quy định em. Vô đây là thân ai mới lo. Dạ anh có thân với em không Bảo? Dạ anh cũng có mà thân ai mới lo anh ơi. Trời ơi nó trôi nó thơm quá. Ăn mẹ đi chị, nó thơm quá chị ơi. Cái nước này đổ vô cái bún sứa một cái trời ơi. Bún sứa đó hả? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, quý vị đã từng xem chị Đỗ Thùy biên tập viên trên truyền hình, biên tập cái chương trình này nọ rất là hay. Nhưng mà quý vị đã một lần nào nghe chị hát cải lương vọng cổ chưa? Chưa. Chưa bao giờ, chỉ có trong chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Hay hay không? Chưa chắc. Mời đi vô bộ làm cái nhịp đi. Tăng 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 tăng. Ghe chiêu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kênh Ngã Bài. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Mời em ăn. Mời chị. Mời chị. Làm rồi chị, làm món rồi. Kinh khủng, yêu chị. Cái món này á, nó có cái vị sần sật của lỗ tai heo và cái vị chát chát của cái riền và cái vị thơm của mè cuốn lại với rau ăn rất tuyệt vời. Nhưng mà cuốn mà cái gì cũng ngon chứ, mà cái này chén ngon quá, thơm quá. Trời ơi, cái mùi cháo nó chọc lên cái giống như mình đang ở một cái thế giới nào đó. Trời ơi, ăn mà tới thế giới nào đó. Dạ. Không, cái cháo này á, cái ngọt của nó hơn là ngọt, đúng là ngọt của thịt, của xương, của đầy, của ra, chứ không phải là ngọt. Nhưng mà cái bánh hỏi thì hơi lạ. Hơi lạ đây, cái này miền Trung. Miền Trung. Lập, giờ Lập kể một câu chuyện nào vui vui đi. À được quá, cái giọng của em, giờ em kêu kể chuyện vui. Từ những dòng tin nhắn gửi đến chương trình, chúng tôi nhìn thấy những nghẹn ngào sâu đầy từ trong mái nhà. Chúng tôi cảm nhận hình ảnh một cô gái nhỏ đang kiệt cùng cố gắng để cứu mình và gia đình. Bây giờ anh kể làm sao mà ở đây ba nghệ sĩ này cười là anh thành công. Em đổi nghề luôn hả ta? Đúng rồi anh. Thử cho nghề mình, cuộc đời mình phải thử nhiều cái. Thú thiệt mà nói rằng là em dân miền Tây, thưởng thức các món ngon quê nhà ở các tỉnh thành khác thì em cũng ham lắm, nhưng mà cũng không phải gu của em cho nên em cũng đâu thèm lắm đâu. Trời ơi, không thèm. Bây giờ lỡ mình cuốn rồi mình cuốn luôn cái món này đi con. Bánh xèo. Ông Hoàng Hạnh Phúc ăn ở trong Thi Đường Ẩm Thực này cũng khác á. Mỗi lần ăn là mỗi lần phải nhảy dựng la làng lên kinh tiếng vậy đó. Ngon lắm em. Con tôm mà nó nhảy ăn nó tươi lắm em. Nó ngọt lắm em ơi. Dạ anh Hưng làm một cái điều gì đi anh Hưng. Rồi em cuốn cho anh một cái cuốn ha, bánh xèo tôm nhảy nè. Anh Hưng chỉ cần nói kính chào quý vị ha. Thì mới tin thế giới đi anh. Mesdames et messieurs, bonjour. Yeah. Ủa câu đó em cũng nói được đó. Con nói được tiếng khác. Hello. Alo, ici on a. On est en train de prendre un repas qui est vraiment très bon, qui est proposé de beaucoup de spécialités vietnamiennes qui viennent de Bình Định. Par exemple, ce petit gâteau. Pas vraiment un gâteau parce que c'est pas sucré, c'est salé, mais enfin, c'est une sorte de saucisson, comme on peut dire, qui s'appelle le thé, et ça vient d'une localité qui s'appelle Chợ Huyện. Hay quá, hay quá. Em dịch lại. Em đang rất vui mừng tới đây trước tất cả mọi người để cùng thưởng thức là hương vị quê nhà, các món ăn, đặc biệt là ở Bình Định có cái món gọi là tré, tất cả mọi thứ riêng mẻ vô thì rất là ngon. Mọi người mời tôi ăn nhưng tôi không bao giờ ăn đâu. Tôi không bao giờ ăn đâu. Nó tự ái quá dồn dập. Không, bây giờ rồi vậy em xin phép em mời anh cái miếng này nha. Cái bánh xèo này á, nó khác bánh xèo miền Nam. Không biết đây là cái kỹ thuật cố ý hay không mà làm cái vỏ nó hơi cháy. Dạ đúng rồi, nó ăn xém. Nó có cái vị vậy nó anh, rất là độc đáo. Bắt buộc phải vậy đó anh. Ủa vậy hả? Dạ. Chứ còn nếu mà anh không cháy là nó không ngon. Bây giờ mình sẽ thử món tiếp theo, đó là món bún sứa, món mà anh Lập anh thích.
anh đôi khi mình ăn không ngon bằng người khác cảm nhận thay cho mình đâu. Hãy để em. Em nữa hả? Ít thôi. Dạ. Ăn cái gì cũng ít thì nó ngon, không ăn thì cũng ngon hơn anh Lập ha. Sao tôi khoái quá. Ôi chả cho Lập ô. Chả này chả chiên nè. Không, cái này thì thèm thiệt. Vì cái món này á là người ta hầm với cái con cá xong người ta lấy ra làm chả. Còn lại cái xương á người ta sẽ hầm lấy nước. Cái món này khi nấu xong người ta sẽ cho một ít mắm ruốc á. Đó, để nó dậy mùi lên, kích thích lên. Mà món này nước càng trong thì nó sẽ càng ngon. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả vuông. Trời ơi, có trứng cá nữa kìa. Trời ơi. Cái này là phần nào biết không? Cái đó là gì? Lương á chị. Thăng hả? Thăng cá hả? Lương. Nó gần chỗ nó beo lì á, nó gần đây nè. Cho mửa chén Lập. Cho mửa chén làm miếng bún đẹp. Dạ rồi, em cảm ơn rất nhiều. Bây giờ mình ăn cái miếng belly dance này. Nhưng mà mọi người giỡn mà anh cũng ăn ha anh Lập. Mọi người thử anh cũng ăn ha. Anh ăn chứ em. Trời, em anh không thèm. Anh có thể không thèm món gì nhưng mà riêng bún sứa anh rất thèm. Thì anh hát cái gì đi, anh ăn cho anh kỳ. Nữa hả bảo. Hai người này nó có làm nó mới được ăn chứ bộ. Thôi bây giờ vậy đi, chúng ta đang có mặt trong chương trình Món Ngon Quê Nhà. Rõ ràng cho chúng ta trở về với hồi ức, với tuổi thơ, với những kỷ niệm. Và nơi đó, ẩm thực nó không chỉ là những món ăn nữa, mà nó là văn hóa, nó là vốn liếng, là hành trang để chúng ta trưởng thành và nhớ về quê hương. Ăn cái món chứa mà nói dài quá. Đủ rồi. Có làm mới có ăn. À, có làm mới ăn à. Thì bây giờ có làm mới có ăn. Chỗ sứa ngon lắm, Chỗ sứa nó rất là giòn. Anh Sơn múc cho em á hả? Chàng ơi, có cả nguyên cái phần trứng cá. Thử một lát mà mình vô, ông là ông chơi, mình vô te vô. Không có cho ăn luôn. Ác lắm. Biết. Không có đâu anh, cái này là về xong cái tay về nhà người ta cắt khúc này hả? Đâu có, lấy hết chứ. Trời, nó ngon dễ sợ. Ngon quá. Cái nước này nè, với lại cái sứa mà ăn xong cảm giác giống như là mình đang ở ngoài Nha Trang với là Bình Định ăn. Trời ơi, không có tiền giấy bài luôn đó. Chúng ta sẽ thử thêm một cái bánh là bánh hồng. Bánh này là tuổi thơ của em. Bánh này chưa bao giờ gặp luôn. Ủa vậy hả? Đây, em giới thiệu chị luôn. Nó rất là ngon luôn. Rất ngon, ngon lắm. Cái dừa ở trong, nhai nó sực. Cái lớp bột ngoài nè, nó áo lên trên cái môi mình. Nó sao kêu hồng? Bánh này là bánh màu trắng, nhưng mà thật kêu là hồng. Chắc còn chưa do bà Hồng mới làm. Ngon. Mà nó thanh nữa, nó lại thanh nữa. Ngày hôm nay tôi thấy anh Sơn cũng giữ ái đặc biệt dành riêng cho anh Lập. Đúng đúng kìa. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what will I feel. I wish that it would go and let me cry in bed and let me be alone again. The only girl I care about is gone. Anh Sơn hãy lưu ý, anh là người đã có gia đình rồi. Anh Sơn á, kỷ niệm với anh rất là nhiều. Đúng rồi. Đi về vùng sâu vùng xa với anh trong những chương trình. Cho nên bây giờ ngồi lại với nhau vậy lâu lâu thương lắm. Em có hai kỷ niệm buồn với chị Đỗ Thị. Sao vậy? Thứ nhất là khi mẹ bắt đầu thích chị ở trên TV á, là cái buồn thứ nhất. Tại vì lúc đó chưa phải là nghệ sĩ nên chắc chắn sẽ không có cơ hội gặp. Lần thứ hai là khi em làm nghệ sĩ rồi và em có gặp chị một lần, thì lúc đó chị đang làm chương trình, chị chạy ra chị lui ấy, mà lúc đó em hụt hẫng. Nó tại sao ngày xưa đẹp mà bây giờ lại mập như vậy. Thiệt, em nói thật lòng luôn á. Thật lòng. Đi về. Nhưng mà dù chị có mập, chị cũng rất là đẹp. Rất là đẹp. Bây giờ đẹp lại rồi. Hôm anh coi 60 giây á. Anh coi 60 giây bình thường tình cờ. Anh coi 60 giây gì? Em coi chị tới 60 phút lận. Mà thấy thương vậy đó. Thấy người ta vậy mà mời vô cái game ăn uống. Buồn quá. Sao hai cái buồn của Giang là đến một cái buồn của mình. Gom hết vô kinh á. Hàng gì không thấy có nhận xét gì về món ăn. Dạ.
Tôi không hiểu là cái bánh hồng này á, cái đường nấu như thế nào mà nó rất là ngọt thanh. Cái dừa ở trong nó sực sực ngon ghê luôn. Cái bột này là phải đánh rất là khéo và phải rất là cực trong các công đoạn làm bột. Dạ. Mà anh không biết đâu, anh có ăn đâu mà anh hiểu được. Anh ngon chứ. Ăn rồi, nãy có ăn mà, đúc, nãy có ăn, đúc đúc và rồi. Rất ngon, rất ngọt. Hàng gì nói ghê ha. Rồi mình ăn mình bị mất ngờ trong món bánh đó chứ. Ngon lắm, bánh thì ngon lắm. Thơm thiệt. Ngon lắm, ăn thử đi. Nhiều lần ngậm ngùi ngỏ ý, tiếng yêu đương sao không thành công. Nàng đẹp từ ngàn muôn ánh sao, dịu dàng một mảnh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui lòng anh sao suy. Nàng ơi hãy biết chăng anh đã yêu từ lâu. Có hai nỗi buồn. Ôi, đổ anh nha. Em đã có hai nỗi buồn với chị Đỗ Thị rồi. Một nỗi buồn nữa em sẽ kể nhưng mà để dòng sau. Bây giờ chúng ta đến với dòng thứ hai. Các khán giả ơi, đoán xem địa điểm tiếp theo mà Thiên Đường ẩm thực sẽ dừng chân là đâu nào. Hãy cùng đến với Cà Mau, điểm cực nam của đất nước, nghe vừa thân thương lại xa xôi quá đỗi. Nơi có những rừng nước xanh tươi bạt ngàn trải dài đến bờ biển của đất mũi, nơi duy nhất ở Việt Nam có thể nhìn ngắm cả bình minh và hoàng hôn ở phía chân trời. Nơi có những món quê chần chất giản đơn, không cầu kỳ mà dễ làm người ta mê đắm. Người Cà Mau xa quê lâu ngày bao giờ cũng nhớ đến món cá thòi lòi nướng. Ai chưa biết loại cá có vẻ ngoài lạnh lùng này thì cùng Thiên Đường ẩm thực khám phá nhé. Muốn món nướng ngon thì phải làm sốt ướp thật ngon đã nhé. Cho muối, ớt bột, tỏi băm, hành tím băm, ớt tươi băm, tương ớt, dầu hào, dầu ăn vào rồi trộn đều cho hòa quyện. Xếp những xiên cá vào khay như thế này. Rưới sốt ướp lên trên. Mát xa nhẹ nhàng cho thấm vị. Chào ôi, chưa gì mà đã thấy hấp dẫn quá rồi. Giờ thì đem cá nướng trên vỉ với than hồng nhé. Wow, nhìn cá săn lại chín vàng mới ngon mắt làm sao. Cá thòi lòi nướng thơm lừng mà đem cuốn với bánh tráng sen ta thì còn gì sánh bằng. Miếng cá giòn nhẹ bên ngoài, chắc ngọt bên trong, thoang thoảng vị cay cay của sốt ướp, chấm thêm vào mũi ớt xanh the the nữa thì ôi thôi, hỏi sao món ăn đậm vị quê nhà này lại không gây thương nhớ cơ chứ. Ai mê cua đá Cà Mau thì giơ tay lên nào. Có ngay món ngon đúng điệu cho bạn đây. Trước tiên phải trộn gia vị đá. Cho muối, chà bông heo, chà bông tôm, ớt bột, đường, tỏi vào tô. Trộn đều cho hòa quyện. Cho hỗn hợp gia vị vào chảo, thêm ít nước rồi cho cua đá vào rang. Đừng quên đảo đều tay cho thấm vị nhé. Vừa chi mà mùi thơm đã thoang thoảng rồi, thèm quá đi thôi. À, phải thêm lớp gia vị áo bên ngoài như vậy nữa nè. Giờ thì rang thêm cho chín tới là thưởng thức được rồi. Vị ngon ngọt trứ danh của cua Cà Mau thì ai cũng biết rồi. Đã vậy còn rang muối hấp dẫn như vậy nữa chứ. Bẻ một cái càng cua chắc thịt, chấm vào mũi ớt xanh, cảm nhận vị ngọt tự nhiên của hải sản lan tỏa trong miệng. Ai mà đỡ chối từ. Đã xuôi về Cà Mau mà không kịp ăn món lương rau ngổ thì thiệt là thiếu sót. Còn ai chưa biết món này thì có thể tự làm tại nhà được thôi, không lo nhé. Trước hết phải cắt sả đã nào. Sau đó đem phi bột nghệ, thêm tương hột đâm, tí đường và muối. Giờ thì cho lương vào chảo ngay thôi, đừng quên một ít nước dùng nhé.
Bí quyết cho món ăn có vị ngọt và béo nhẹ đây, đó chính là nước cốt dừa. Ta-da! Cứ như vậy ung cho đến khi lương vừa chín tới là được. Một tí nước mắm sẽ làm cho món ăn dậy mùi thơm. Gấp lương ra dĩa. Cho rau ngổ vào xào với nước ung lương cho chín tới. Giờ thì làm thêm chén mắm thấm trứ danh Nam Bộ nữa là xong. Cho xả vào nước cốt dừa, thêm đường, tương hột băm, đậu phộng băm, quậy đều cho hòa quyện. Cái ngọt thịt của lương mà đi cùng với vị thơm thơm đặc trưng của rau ngổ đúng là một sự kết hợp rên cá tuyệt vời. Thêm cái béo nhẹ của nước cốt dừa và vị bùi bùi của đậu phộng nữa thì trời ơi, ngon hết sảy. Nam Bộ có đủ món bánh tằm, nhưng ai đã trót thử món bánh tằm cây của đất Cà Mau rồi thì phải thốt lên rằng ăn một lần là ghiền. Cùng xem món này đặc biệt ra sao nhé. Cho thịt gà vào tô, thêm muối, đường, bột cà ri, tỏi băm, hành băm, rượu trắng, trộn thật đều cho thấm vị. Cho dầu điều vào chảo, thêm sả, tỏi, hành tím, ớt băm, hỗn hợp hành tây, gừng, bột điều, bột cà ri, rồi đảo đều cho thơm. Thêm một ít nước nữa là cho gà vào xào được rồi đó. Màu sắc đẹp mắt quá phải không? Giờ thì cho gà vào nồi nước dùng rồi rưới sốt lên trên. Một ít quế cây và hoa hồi sẽ làm tăng thêm hương vị đó. Chưa chi mà mùi thơm đã sực nức căn bếp rồi. Một chút nước bột năng như thế này sẽ làm cho nước cà ri có độ sánh nhẹ hấp dẫn. Ôi nhìn miếng gà mà xem, bắt mắt quá phải không? Rưới nước sốt cà ri cay lên bánh tằm sợi nhỏ đặc trưng của Cà Mau, dùng chung với giá và rau sống, cảm nhận tất cả hương vị cay nồng lan tỏa trong miệng. Ai đi xa chắc phải nhớ, và ai mới ăn sẽ phải ghiền. Một món ăn bình dị như thế mà cứ thế nếu bước chân người hồi nào không hay. Kính thưa quý vị, trò chơi này vô cùng đơn giản. Chúng ta sẽ lắng nghe một đoạn nhạc, sau đó hát những từ còn thiếu trên đoạn nhạc đó. Nhưng để được quyền trả lời của nó trước thì mình phải gấp được một cái cọng bánh tằm dài hơn đối phương. Và bây giờ sẽ là đoạn nhạc đầu tiên, xin mời. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngài chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Chưa tới. Xuôi mái chèo sông ông chưa tới chợ xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Vẫn chưa tới. Mời gấp, ai quan trọng là gấp cái cọng dài mới được trả lời nha. 5, 4, 3, 2 để xuống. Mình dài hơn. Rồi, mời Điền vào ổ trống. Về cái nước đầm dơi. Hát chồng của nói. Về cái nước đầm dơi, nghe ai hát câu ru hời. Vỗ tay, không biết. Mời đoạn nhạc tiếp theo. Thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắc xe con tìm tôi. Mời gấp. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Rồi, thì dài hơn rồi. Rồi, mời chị đi vô trống. Nghe mũi
nhớ rừng Cà Mau. Ai cho hát theo vậy? Đúng rồi. Một đều. Bây giờ sẽ là một đoạn nhạc cuối cùng. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Mời âm nhạc. Mai mốt Cà Mau em lớn, có quyền nhắc cho nhau. Tuy út mà xưa xoắn đẹp hơn. Quan trọng là gấp nha, quan trọng là gấp. Được đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng mình đến luôn. Em đứng mình ên một phía. Và bây giờ đội chiến thắng và cân bằng tỷ số một đều là đội của chị Đỗ Thị, mời bước vào đại tiệc. Ôi, bây giờ món đầu tiên mình nên dùng món nướng đi, cá thôi loài nướng. Dạ mời. Mình không ăn. Dạ mời bên đây. Muối nè. Quen rồi, nãy giờ quen rồi. Cá thòi lòi nướng với ớt là tuyệt đỉnh cú mèo. Về Cà Mau là phải ăn cá thòi lòi. Ngon phải không Hoàng? Ngon. Quá tuyệt vời. Cái con cá nó xấu thiệt hay nhưng mà nó ngon. Chị, đâu phải xấu là tệ đâu chị. Xấu nhưng mà bên trong nó đẹp. Toát lên từ bên trong. Mà muốn câu cá thòi lòi này cũng khó lắm á. Đó. Trong những cái nhà hàng Nam Bộ món này đặc sản anh Sơn không, ơi. Ở dưới quê anh là bắn cho làm cho gà ăn mà vịt nó ăn đâu cho ai mà ăn. Ý là anh chửi em là da cầm á hả? Tại sao cái bánh tằm bì trên đây mình ăn á ít khi nào mà mình ăn mà có cà ri vậy ha? Mà giờ không. Sao ở dưới không, không phải ở Đồng Tháp, ý là chị, Cà Mau ta có làm. Bộ chị thèm bánh tằm bì phải không chị? Chị thích lắm luôn ha. Em biết mà chị. Bây giờ chị hát câu vọng cổ đền cho tụi em lại đi, em mời chị bánh tằm. Cái này là bánh tằm cay Cà Mau chị ơi. Trời, trả. Có trả. Có trả, có vay. Nhưng hồi nãy anh có vay đâu, nãy anh có hát gì đâu. Anh có dẫn đoạn. Rồi, dẫn anh dẫn không có dính chữ bún như chữ sứa đâu. Có là được rồi. Không, thí dụ mình không ăn cũng được cái gì đâu chị. Bây giờ xong rồi cá lòi xong rồi, giờ tới món khác đi. Cua đi. Ê, nặng hả Thụy? Con cua này tới 4-5 kg cho nên nó hơi nặng đó, phải dùng hai tay. Con này con quỷ chứ con cua gì. Đó là phải cua gặp đâu. Trời ơi, con cua tập gym nè. Chắc lắm phải không cưng? Tập cứng ngắc à. Nét phải không? Tập gym cỡ dành Hoàng Sơn phải không? Cho mình tập gym gì. Cái gia vị ha. Gia vị ngon. Cát bùi, hành, tỏi, ớt, thơm. Lương ơi. Trời ơi, trời ơi, thơm quá, lương ông. Thơm quá. Đó, lương ông mới quả mai à. Lương ông đúng rồi. Lương ông quả mai có thể là tôi thích. Thích à? Thích thì hửi. Bây giờ chị muốn ăn phải không? Không, tại vì chị nói nào nghe chị thấy lương thì cũng mập chân. Lương này là xả mà trong đây là có cốt dừa. Lương rau ngổ ngon lắm mà cái rau ngổ này tốt cho sức khỏe lắm chị. Các món này tôi có thể kiềm chế lại nhưng mà riêng món này thôi chị hy sinh cái đi Sơn nha. Rồi, hai quá. Anh ơi với em khi nào đến duyên nên nở thì một lá trầu xanh sẽ nên vợ nên chồng. Hay quá. Quốc thơ, quốc thơ. Ăn với trời. Cho mời chị Kim Tuân trước. Trời, cái lương nó béo quá. Cái lương này nó béo, nó ngọt, làm như là trước khi người ta nấu người ta ngâm bạch nha hay gì á. Chị ăn người ta nhét con lương vô trong cái thùng bạch nha đó. Rồi chị phân tích vị giác cho anh Sơn, anh thèm giùm em cái. Tôi thèm thiệt đó.
tuyệt vời luôn. Trời ơi, chị ăn được con lương hay thiệt. Không, chị đâu có ăn, chị mới nếm mình nước thôi. Nó béo. Dạ, béo lắm. Rất béo. Và đặc biệt là sao nó thơm quá. Á chị, cái này là gia vị á. Gia vị là cái quan trọng, là con lương nó không quan trọng, mà cái quan trọng là cái cách làm. Bánh tầm cay này tôi đã được ăn một lần ở dưới Cà Mau. Dạ. Hồi trước giờ tôi chỉ biết cái món bánh tầm bì là ăn với nước cốt dừa rồi có bì ở trên. Dạ. Mà ăn cái này thì nó hơi lạ. Tại vì bún cà ri thì nó lỏng hơn, nhưng cái này nó sệt lại giống như mình ăn với bánh mì. Dạ. Nên nó lạ, nó đổi cái là mình ăn với lại cái sợi bánh tầm, cái dạ, sợi bánh, đúng bánh tầm. Nhưng mà cái vị nó cay hơn cà ri thuần túy mình ăn anh. Dạ, thầy thích món nào thầy? Em cua. Có em nữa. Cua ngon quá. Mình ăn hết trơn luôn nè, nguyên dĩa hết trơn. Vậy mà nó ốm nó giảm cân. Nó buồn thứ hai đó. Anh ăn hết trơn luôn nè. Nó buồn thứ hai của em. Còn em còn nỗi buồn thứ ba nữa. Cho nói hết đi. Có nhiều nỗi buồn vậy. Đến một ngày nọ nữa em nói không sao đâu, con người mà ai cũng phải lúc mập. Cái em nói không sao đâu, hãy cho người ta một cơ hội trong trái tim mình. Ồ. Đó là lần thứ ba, là nỗi buồn thứ ba là em gặp chị làm biết gì đã có bạn trai rồi. Có người con gái buông tóc thu về e ấp chuyện vũ quy, khoác lên tà áo màu hoa cưới, gắn trò buồn đơn phố phố hoa vắng thêm một người khoan. Ta buồn tới giờ luôn á, buồn tới giờ luôn á, cho nên là em chuẩn bị em cưới luôn á, phải không? Không dở hoài. Dạ, tôi nghĩ không phải có mình anh đâu, còn nhiều người nữa. Dạ, theo đúng rồi. Tôi biết vì chị đẹp quá, con mắt chị nhìn không là trái tim đã mệt cơ bắp đó. Bây giờ ta nói tao món ăn được rồi chứ nói hoài đó vậy. Tại vì nhắc tới nỗi buồn thứ ba, nói nỗi thứ ba em bắt đầu có nỗi buồn thứ tư là từ anh đó. Nó làm gián đoạn cái chị trên bên của em rồi. Như vậy là mình đã trong vòng thi đấu thứ hai rồi, cũng nhiều câu chuyện rôm rã được kể trên bàn ăn, cũng rất là vui. Còn một vòng cuối cùng, vòng này sẽ là quyết định đội nào bước vào đại tiệc. Chúng ta cùng chờ xem nguyên liệu sẽ là gì. Bây giờ ở cái vòng này, nếu như đội thua mà có cơ hội được đội thắng mời là nên ăn, bởi vì ngon lắm. Những đồ ăn chúng ta sắp xem trên màn hình đến từ quán của em. 30 giây quảng cáo. Quán mười khó. Xin mời xem video clip. Điểm dừng chân cuối cùng, Quảng Nam, mảnh đất ẩm thực nức tiếng xa gần từ xưa đến nay. Thời tiết ôn hòa, đất đai màu mỡ sẵn có. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, chính là vậy. Nhờ sự ưu ái đặc biệt của thiên nhiên, món ăn của xứ Quảng cứ bền bỉ chinh phục lần lượt những ai từng nếm thử. Những nguyên liệu dân dã, mộc mạc nhưng lại tạo nên những món ăn vô cùng hấp dẫn. Và điều đặc biệt nữa, bạn có thể cảm nhận được cái cốt cách chân chất, một nét đẹp truyền thống của người dân đất Quảng khi thưởng thức những món ăn này. Hãy cùng sắn tay vào bếp chuẩn bị món gỏi mít tôm thịt khai vị nào. Tôm thịt tươi ngon sắc hạt lựu, xào thật thơm với hành tím. Trong lúc đó hãy cắt mít thành sợi để trộn gỏi nào. Thêm chút rau răm, món ăn sẽ thơm ngon lắm đây. Trộn tôm thịt đã xào với mít, thêm chút nước cốt chanh và rau răm cho hương vị món ăn thêm thanh tao nhẹ nhàng. Trộn đều tất cả các nguyên liệu là đã có món gỏi khai vị đúng điệu xứ Quảng rồi. À, mà ăn món Quảng không thể thiếu chén mắm tỏi ớt sệt sệt chua cay. Mới khai vị mà đã chất thế này thì những món sau ai mà cầm lòng nổi. Người Quảng ai cũng thích ăn cá. Người Quảng ai cũng ghiền củ nén. Món cá chuồng chiên củ nén thì thôi khỏi nói nhé. Ăn với cơm là hết cả đồi như chơi đấy. Cá chuồng làm sạch, cắt đôi, băm nhuyễn các gia vị như củ nén, nghệ trộn đều với gia vị và dầu nén để làm sốt ướp. Quét đều sốt ướp vô bụng cá.
cột lại như thế này để khi chiên các gia vị thấm vào thịt cá. Ước gì TV có thể phát mùi hương cho khán giả thiên đường ẩm thực cùng thưởng thức. Miếng cá chiên giòn bên ngoài, mềm bên trong, cắn miếng thịt lại dậy mùi thơm nồng đưa cơm. À, lại còn chấm cá đẫm trong nước mắm chấm ngon lành thế này. Hết veo một nồi cơm thật đấy. Tiếp theo, hãy cùng thưởng thức món thịt xíu cuốn bánh tráng dưới đây. Dây thịt ba rọi thơm ngon này sau khi trần qua nước nóng đem ướp với ngũ vị hương, nước tương màu và chút nước mắm cho dậy mùi thơm. Sau đó chiên thịt vàng cả hai mặt. Gợi ý là các bạn nên chiên nhiều dầu ngập 1/3 miếng thịt, để miếng thịt xíu giòn bên ngoài, ngọt mềm bên trong. Giờ thì phi thơm tỏi và cho miếng thịt xíu vào ram cho đến khi miếng thịt có màu nâu vàng óng ánh ngon mắt. Miếng thịt heo để cuốn bánh tráng đúng điệu phải được cắt to, dày chứ không cắt mỏng manh. Pha chén nước chấm cho đúng kiểu nhà làm nào. Miếng thơm chua mát, thật nhiều ớt tươi và đặc biệt là mắm cá nguyên con. Cứ thế cho vào chén chấm, không dầm, không pha cầu kỳ. Cắn một cuốn rau thịt đủ đầy, thơm nồng vị tỏi, ngũ vị hương, nhưng càng nhai lại càng thấy vị ngọt dai của miếng thịt, quyện cùng vị chua của xoài và tươi mát của những món rau quê trong vườn nhà. Một tô mì Quảng ngon lành đúng điệu sẽ khiến những người con xa quê bồi hồi xúc động. Hãy cùng bếp Cơm Quê Mười Khó nấu một tô mì ngon lành nào. Tôm thịt băm nhuyễn sẽ ngon ngọt hơn so với đem đi xay, mà khi ăn lại cho cảm giác giống như cách mẹ làm, chứ không phải kiểu hàng quán bán công nghiệp. Phi thơm củ nén, cho cà chua sắc nhỏ vào xào cho thơm, rồi cho tôm thịt băm vào, thêm nước sôi và nấu cho đến khi nước lèo thật vừa ăn và thơm ngon nhé. Rang tôm, làm thịt xíu nữa là có mì Quảng ăn rồi. Chan nước lèo xâm xấp mặt tô, thêm rau quê xanh mát, ớt sa tế thơm lừng và nước mắm tỏi ớt. Bàn tiệc này ông Hoàng đặc biệt dành tặng cho khán giả của Thiên Đường Ẩm Thực. Hãy ăn và nói cho chương trình biết cảm nhận nhé. À, quá ngon, ngon lắm. Công phu. Nhiều khi ăn xong tự nghĩ sao lại ngon đến như vậy được. Và bây giờ sẽ là một trò chơi. Đội nào chiến thắng sẽ bước vào đại tiệc. Trò chơi đã đến từ Quảng Nam luôn. Đó là chơi bài tròi. Trò chơi này chúng ta chào đón ba nghệ sĩ, đó là nghệ sĩ Thúy Hồng, Hồng Thắm và nghệ sĩ Việt Hùng. Bây giờ chị Thắm thân mến, chị sẽ là người hướng dẫn cho mọi người đây biết là mình chơi như thế nào chị. Thế là cuộc chơi thì cũng rất là đơn giản. Trên này rao mà cái thẻ bài nó tương ứng với lại cái thẻ bài của mình thì có nghĩa là đã trúng. Và bây giờ thì mình ở đây có 6 người, ở đây thì mình tính là chia ra hai đội chơi. Nếu như đội nào có người thắng nhiều nhất thì đội đó sẽ là đội chiến thắng, chứ không phải chơi lẻ từng người. Này dạng như chơi lô tô mà. Đúng rồi, nó là dạng chơi lô tô. Xin xăm đi anh. Mấy cái? Anh xin gái thôi, cầu xin trai gái cũng được. Này, này, Đỗ Thị nè, xin có chồng đi. Anh cộng lại tới 4 nỗi buồn với em là nghe trời. Rồi anh Hưng. Lựa hoài. Tật lựa. Lựa là có khi không trúng rồi đó. Đây anh Sơn nè, xin mấy chai dầu gội đầu. Rồi khỏi lửa. Rồi tất cả đã được chia đều. Chúng ta cho tràng vỗ tay đi. Hiu hiu gió thổi cành tre, mời bà con cô bác lắng nghe bài chòi. Đôi ta như phượng với loan, nở nào phượng để loan khỏi cây. Muốn cho có đó có đây, ai làm nên nỗi nước này nặng ơi. Tha rằng chẳng biết thì thôi, biết rồi chỉ chiếc lẻ loi thêm phiền. Là cái con mà chín gói. Chín gói, đội nào đang giữ chín gói, đang giữ chín gói. Một con chín gói luôn, em sẽ để ra đây. Cô tiếp cái con bài. Dạ đây, con tiếp theo ạ. Đây. Chị Kinh Sương may mắn quá. Gió đưa ông đội về dinh, bà đội thất tình sách nón mà chạy theo.
gió đưa ông đổi về tàu, bà đổi ở lại xuống bầu mà bắt cua này, bắt cua làm mắm mà cho chua, gửi cho mà ông đổi khỏi mua mà tốn tiền, là cái con mà tám tiền này, con mà tám tiền này, con tám tiền, con tám tiền, con tám tiền, con tám tiền, tiền, có ai có con tám tiền không ạ? Đây. Biết rằng ai có mong ai, sao trời lại nở rẻ hay thế này. Có sao hôm mà chẳng có sao mai, hai đắng hai đứa tình phai quá tàn. Là cái con bánh hai này, con bánh hai này, con bánh hai, đổi thị, đổi thị, chúng ta bánh hai rồi, bánh hai, con bánh hai là con bánh hai. Lấy chồng từ tuổi 15, chồng chê em bé không nằm với em. Đến khi 18, 20, em nằm dưới đất, chồng cũng bê lên giường. Trời. Một anh thương, hai anh thương, rồi ba anh thương, bốn anh cũng thương. Thương chi mà hung rứa, thương chi mà hung rứa, chứ bốn cẳng giường nó rung rinh là con. Đội nào chiến thắng sẽ bước vào đại tiệc. Những đồ ăn chúng ta sắp xem trên màn hình ngon lắm. Tôi chứ bốn cẳng giường nó rung rinh là con. Tứ cẳng giá giữ con, 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 tứ cẳng. Dạ đây là con tứ cẳng à. Dạ vậy là đội đó đã chiến thắng. Như vậy là đội chiến thắng dành 10 triệu đồng tiền thưởng bước vào đại tiệc, đó chính là đội của Đỗ Thị. Ở vòng này đồ ăn chúng ta đã thấy rồi, đời có vay có trả. Mình vừa ăn mình vừa nói chuyện đi chứ mình cũng không nên lãng phí thời gian. Đúng rồi, ăn đi mời mọi người. Cái này ăn nó đơn giản lắm mà rất là công phu. Lấy ha, làm công phu dễ sợ. Lấy miếng này y chang hồi nãy mình coi ở trên cái đoạn clip phải không? Tất cả các món ăn này y chang. Ngon lắm phải không em? Thường thôi. Ăn hoài mà. Là mình đến một thế giới mới vậy đó. Trời ơi. Thế giới bên kia đó anh. Món ăn mà của mình làm mà không lẽ mình không khen? Đúng rồi. Đặc biệt là cái món cá này nè. Chắc là em xin phép em mời chị xuống đây, trước. Mời trước đây nè. Đây mình đã mời rồi. Dạ cảm ơn đội. Tưởng tôi tưởng không đi qua mời là tôi chửi liền á. Đúng quá. Dạ. Dạ bảo hóng kìa anh Hưng. Dạ con muốn. Con chịu không nổi rồi. Bảo ơi cha chú không có. Nói rồi mình cũng phải. Cho em phát biểu món này ngon. Dạ, quá ngon. Cái mít rất là ngon mềm và đặc biệt á cái rau răm thơm. Chèn ơi rất là thơm, nó vừa thơm nó vừa cay ngon quá, và nó cân bằng được lại cái vị của cái gỏi mít, mà tôm này thì cũng là tất cả đều nhập miền Trung hết anh ơi, tươi trong. Dạ đây bây giờ mình sẽ dùng món thứ hai là thịt xíu mình cũng ráng. Chèn ơi chưa có mời, bên đây đội thắng mà gấp nguyên một nồi thịt bên đó luôn, kỳ quá, quên. Kỳ quá, xối xả. Quên, quên, tưởng mình đang ăn. Anh em mới nói sao? Hồi nãy nhắc nghe bảo sao? Em ơi ăn uống nghệ sĩ chút xíu đi. Em lấy lại sự công bằng giùm anh đi bảo. Bị nó bị dính. Trời, anh dính khôn quá, anh dính một miếng hai miếng, anh dính một nấu huyết. Rồi thắng nói quá rồi thắng không ăn mà tao chảy nước miếng hết trơn. Mà cứ kêu chờ hoài à. Đây, ngon lắm. Chúng đi, chấm chấm đi. Đây. Tin về thôi, để lấy về. Trời ơi, ngại gì nữa. Có người múc gần mừng gần chết chứ hổm đầy mập có ai theo đâu mà. Trời ơi.
Đánh hết ít thôi nha. Làm cái này rất vừa chị. Cái độ ngọt và mềm của thịt vẫn còn. Cái này chỉ cần quá tay và quá lửa một chút xíu thôi thì thịt sẽ khô, cứng và nó sẽ không có còn cái độ ngọt của thịt nữa. Nó dính quá. Thấy không, người ta dính mà người ta cố gắng người ta tách ra. Đó. Còn anh sao anh Sơn? Người ta có sự nhường nhịn trong ẩm thực. Dạ. Còn anh Sơn là sự lùa trong ẩm thực. Và canh những cái lúc mà bên đây nói là gấp nguyên nùi đi luôn. Khi người ta lơ đễnh là mình hốt hàng. Đó. Đó, cảm ơn trọng tài. Ngon quá. Không thể tin được. Không thể tin được. Không thèm nói. Chưa nói. Sao tình hình ngao? Ngon quá. Thủy Thủy, cái món cuốn này ăn vậy được không sợ mập? Đúng rồi, rau mà. Ở quán còn nhiều món ngon lắm, bữa nào rảnh qua quán em ăn. 27 Trần Quốc Thảo. Kính thưa quý vị khán giả, em có phải PR trên truyền hình nhưng mà em chỉ mong muốn đem đến một địa chỉ về ẩm thực miền Trung làm vừa lòng tất cả mọi người thôi. Tới ăn ở đây thì có được giảm bao nhiêu? 50%. Bao nhiêu anh? 50. 50 hả? Dắt gia đình tới ăn, điện em một cái thôi. Điện em một cái rồi em không bắt máy. Là em đã tắt máy luôn rồi. Bây giờ mình ăn món cá chuồn nha. Này. Ơi cái món cá ngon quá. Cô thử miếng cá chuồn con. Nói thiệt là nãy xem đoạn clip chị rất là thích. Dạ. Củ nén bầm nè, nghệ nè ha. Mà để vô trong cái ruột cá, trong cái lòng của con cá để mình chiên. Dạ. Mà chị cái công phu. Cái màu vàng này là nhờ cái nghệ ra phải không? Dạ. Cái thịt cá nhưng mà cái sợi, cái thịt nó rất là dai. Cái cá chiên này nó có cái nghệ trong đó. Dễ nha, dễ chịu. Có cái củ nén nữa. Cho nó ăn có cái vị nó lạ. Lạ lạ. Mà mình ăn với cơm trắng mà chấm với nước mắm là nữa. Hao cơm lắm. Rất là hao cơm mà rất là bắt cơm luôn á. Bây giờ ăn mì hoảng nha. Miếng rau này nữa nè anh, miếng rau này mì hoảng. Báo tí nữa anh mời em mì hoảng đàng hoàng báo. Đây đây, để tôi làm cho MC một thời xinh đẹp nè. Trời đất ơi. Chung là tại vì ăn mì hoảng nên mới ăn chứ không bỏ về đó. Rồi, vô. Cho mì quán ta dọn có 4 tô à em. Cô Xuân đã phát hiện ra một điều cả thế giới đã biết nãy giờ. Đúng rồi, cái tô phải chia 2, chia 3. Hồi nãy bưng cái tô Thị lên tôi hỏi rồi. Có hết không? Chị thằng nhỏ này nó vẫn múc. Mày nó múc hoài à. Thật ra đây là niềm hạnh phúc của bên thánh cuộc. Dạ. Dạ, mình đem niềm hạnh phúc này mình chia. Chia sẻ. Dạ. Cảm ơn thằng chưa. Trộn lên, trộn đều lên. Cảm ơn em đã tạo điều kiện để anh với Thủy ăn cùng tô. Đó, vậy đi. Ba người mình là cô ơi. Không, không, không. Tôi với chị Kim Xuân ăn chung. Trời ơi. Từ đầu tới giờ đổi đã chỗ. Nghi nghi rồi. Hồi nãy cái gì cũng qua mời mít, cũng qua mời chị Kim Xuân. Không có, ăn chung, ăn chung, ăn chung. Không, chén, sợ sớt ra cái chén. Không có, ăn chung, ăn chung, ăn chung. Đổi chỗ đi anh. Bây giờ đòi ăn mì quảng đôi nữa chứ. Trời ơi. Dạ, rau đây. Rồi, cảm ơn nha chị Kim Xuân. Dạ. Thiệt tình, sắp có một gia đình tan nát. Hai gia đình tan nát. Trời ơi. Mới đầu á là khi ăn mì quảng là tại sao không có nhiều nước? Thì Giang thuyết phục là ăn ít nước vậy không? Ăn thấy đúng thiệt. Không đúng, người miền Trung ăn ít nước lắm vậy, không có Giang nhiều. Nhưng mà nó vẫn thấm và vẫn đậm đà. Cái tôm là cũng thơm, đậu phộng cũng thơm. Với cái miếng thịt hồi nãy á, đỏ đỏ. Xíu. Thịt xíu. À, sao mình thấy những tô mì quảng khác không có mà tô này có. Vậy bởi vậy mới lạ chứ. Tô anh cũng nó có. Nó làm cho cái mùi nó khác. Ăn đi, ngon ngon thì ăn đi, dạo này ốm quá. Sau này mình cũng có nhìn nhau nữa đâu. Có một cái gia vị mà em cho rằng là nó quyết định được cái sự thú vị và hít hà của mình, đó là cái sốt ớt. Đúng rồi. Cái sốt ớt rất tinh tế. Này quán tự làm luôn. Rất ngon. Nó cái độ sệt vừa nè, cái có cái vị ngọt ở trong đó mà cái độ cay rất là đã. Cay mà trộn vô mình ăn mình cảm thấy mình... Nó không có gắt đâu. Dạ. Cái này chắc lẽ là củ nén là đầu vị hơn. Không có củ nén nó không thành tô mì quảng. Thì tôi cũng cảm nhận được lần đầu tiên, lúc đó tôi mới có 15, 16 tuổi. Lần đầu tiên tôi mới ăn mì quảng là ở trên Đà Lạt. Nhưng mà cái tô nó bốc khói nó rất là thơm ngon. Tôi nhớ mãi thì đến bây giờ, mà bây giờ mỗi lần tôi lên Đà Lạt tôi muốn tìm lại những cái bà gánh như thế để mà ăn lại cái tô như vậy thì không có nữa. Yêu. Ừ, cái tôi ra đi. Tới Đà Nẵng tôi mà ra nãy giờ nói chuyện là tất cả mọi người mà sao nhìn mình cô Xuân không vậy? Ừ, như vậy nữa đó, thấy cô Xuân chết đi tới Đà Lạt. 3 tháng sau thấy cô Xuân đang chụp hình check in mì quảng Đà Lạt ngon quá. Hóa ra là cái món ăn quê nhà trong chủ đề ngày hôm nay không phải chỉ chúng ta đưa về tiềm thức,
mà với anh Lê Hưng còn đưa về một cái vùng trời kỷ niệm của yêu đương thời thanh xuân trên Đà Lạt. Đúng giọng kể rất tự hào. Dạ. Mà nhìn ánh mắt xuyên suốt và đâm thấu vào trong chị Kim Xuân. Chúng thì đang kể cho mọi người nghe, tại mọi người không chịu lắng nghe, mọi người lo ăn. Em biết mà chị đừng có thanh minh chị à. Đây là chương trình thiếu điểm thực chứ không phải là hôn nhân và gia đình. Bớ cho anh một miếng cơm. Bảo nó ác vậy á. Trong khi đó Lập nó cầm cái chén này mà nó bới xong nó bỏ xuống nó ngồi xuống bởi vì không có thấy. Cái chuyện ta thắng thì vẫn thắng, đừng có thù ghét cá nhân vậy đó. Trời ơi. Lại mối tình nãy nữa. Hồi nãy đút ăn, bây giờ để bông nó tặng. Đi ăn cơm Giang. Đó thấy chưa, Giang ăn cơm Giang. Lại mối tình. Thôi bỏ đi. Nãy nở là chết luôn á. Có mình tôi lẻ. Ông cái phận con nhỏ, con làm chứng. Sao làm người không làm người đi làm chứng. Suối nó chi. Ở vòng này thì cảm ơn mọi người rất là thích những món ăn của quán em. Mọi người cứ tới thoải mái, chỉ cần tới gọi điện một cái xong, tiền bạc không là vấn đề. Chủ yếu là mình em quảng bá được ẩm thực miền Trung, với lại em hài lòng khi mình làm được một cái gì đó mà nó ngon. Bây giờ mình sẽ đến với phần cuối cùng, đó là phần bánh Việt. Fan bánh Việt đã bao giờ thưởng thức món bánh gừng đặc sản của người Khmer ở Bình Thuận chưa nhỉ? Thiên đường ẩm thực hôm nay sẽ tặng cho các bạn công thức món bánh độc đáo này liền đây. Trộn bột gạo, bột nếp và trứng, nhào đều tay cho đến khi bột mịn. Giờ là lúc khoe hoa tay đây. Nặn bột thành những củ gừng nhỏ nhắn xinh xắn, sau đó đem chiên ngập dầu. Khi thắng nước đường áo ngoài chiếc bánh, hãy cho thêm gừng tươi vào để chiếc bánh thêm thơm nồng mùi gừng. Áo bánh qua lớp nước đường với gừng, vậy là bạn đã có một đĩa bánh gừng thơm nồng ngày mưa. Bánh nậm mặn thì ai cũng đã biết. Hôm nay Thiên Đường Ẩm Thực sẽ giới thiệu món bánh nậm chuối lạ miệng. Khoai mì gọt vỏ, bào nhuyễn, sau đó đem vắt ráo nước, bột cốt dừa, bột năng và đường quậy đều, sau đó cho vào khoai mì. Thêm chút màu lá dứa vào bột, chiếc bánh thành phẩm sẽ hấp dẫn lắm đây. Chuối sứ chín ngọt, sắc lát mỏng vừa phải. Vậy là đã xong nguyên liệu, gói bánh thôi nào. Quét một muỗng bột lên lá chuối, thêm một lát chuối. Nhẹ nhàng gói chiếc bánh lại và đem hấp. Chiếc bánh thơm nhẹ nhẹ mùi chuối lẫn mùi khoai mì. Khi ăn, nghe ngọt dịu của chuối chín, béo vị khoai mì và cốt dừa. Ekip đã được thử, giờ tới lượt khán giả của Thiên Đường Ẩm Thực nào. Hai món bánh ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến những cảm giác đặc biệt thú vị. Đặc biệt là chị Đỗ Thị, nghe nói chị rất là thích ăn gừng đúng không? Quê hương Bình Thuận luôn. Xin mời bánh lên người ơi. Bình Thuận hả? Bình Thuận ơi. Thuyền ơi. Rồi. Cưng là dân tộc Chăm luôn hả? Cô ấy cũng chăm mà chăm chỉ đó anh. Xin mời mọi người. Rồi đây là hình dáng của gừng. Bánh gừng. Dạ, bánh gừng. Ở ngoài là áo một lớp đường với lại gừng. Sau khi cái bột làm cái hình dáng này phải không? Biết giống gì không? Giò cháo quẩy ngọt. Món này xuất xứ là của người Chăm. Em chưa nghe. Ngon chưa? Mới ngon chưa anh? Ăn cái món này là phải ngồi tối coi tivi đó. Ăn cơm xong xuôi, nó có để ly trà. Xong vừa coi tivi vừa nhấm nháp cái này nó mới đã. Uống trà. Cái món này rất thơm. Đúng rồi, tuyệt vời á. Nó không có phải là thơm quá nhưng mà nó cứ thoang thoảng. Đúng mà cái này anh Lê Hưng nói là phải có cái chén trà nữa. Tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh công phu á. Đây bây giờ tôi nếm tới cái miếng bánh nè. Thơm. Ôi nó ngộ lắm mọi người ơi, tức là nó giống cái dạng mà mình hay ăn mấy cái bánh mà quấn quấn mà người ta ngoài đường ta đẩy đi á. Lá dừa á. Bánh chuối đậu á. Cái miếng chuối này làm cho nghĩ tới cái bánh đó, nghĩ tới cái bánh tét chuối đó. Nhưng mà lại thơm mùi lá chuối này. Đúng rồi. Độc đáo chỗ đó. Mà cái đó thì là nếp ha. Dạ. Còn này là khoai mì. Không cũng ngon nha, cái này ngon á. Dạ, lạ miệng.
phải thừa nhận là cái bánh này cái vị nó rất thơm. Bánh này rất ngon. Ngon mà. Thanh, ngọt nhẹ nhàng. Rất là thơm. Bánh đậm ngọt, rất ngon. Mà cái vị chuối anh, nó ngọt. Cái này ăn mập lắm nha. Đã nói bao nhiêu lần rồi, có chị ở đây đừng có nói chữ mập mà sao anh. Ủa, xong rồi đó hả? Xong rồi. Cái nữa đi cưng. Nhà mình hồi đó làm mấy xe lúa hả Bảo? Chị ăn xong luôn hả? Đâu có đây nè. Trời ơi, tưởng chị giống Bảo chứ. Ngày hôm nay được thưởng thức nhiều món ngon và được sự góp mặt để tạo nên nhiều cái điều thú vị cho chương trình là cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều và đã yêu thương và dành nhiều tình cảm cho chương trình. Và hứa hẹn là mọi người cũng trong ekip cũng thấy cái sự nhiệt tình của mọi người tham gia chương trình nên sẽ ngày một hoàn thiện hơn về nội dung để nó tốt hơn, bởi vì đây là những người làm về nội dung rất là tốt và đây là những người có những cái phần trình diễn rất là tốt và ngày hôm nay rất là thoải mái, anh chơi rất là vui vẻ đó, hai anh ấy anh rất là vui vẻ với nhau. Okay. Sau đây là những phần quà dành cho tất cả mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Đây, cảm ơn Dạ Bảo, cảm ơn cô Kim Xuân. Con. Cảm ơn anh Hoàng Sơn. Rồi, cảm ơn. Đó. Hay quá. Cảm ơn anh Hưng rất là nhiều. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn Đỗ Thị. Cảm ơn Giang. Cảm ơn anh. Dạ, đây là phần thưởng lớn. Chương trình dành cho đội thắng cuộc, xin chúc mừng. Ơi, cũng đừng có gì buồn hết, cuộc sống mà có vay có trả. Cảm ơn tất cả mọi người. Kính thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi đến bây giờ là kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7 với sự tài trợ độc quyền của Công ty Cổ phần Bột Thực phẩm Tài Ký thương hiệu Taki Food. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nào cùng khám phá cách chế biến món ngon thịt ngon, nào cùng mau xem game show thứ tách vui thịt vui, nào là thịt nướng hải sản với lẩu xiêu đã luôn, đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nè. Nào cùng khám phá cách chế biến món ngon thịt ngon, nào cùng mau xem game show thứ tách vui thịt vui, nào là thịt nướng hải sản với lẩu xiêu đã luôn, đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nè. Bạn phải nhìn đói suốt cả chương trình đây, và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay, chỉ một đội thắng thương thương đến món ngon thịt ngon, thiên đường ngập thừng ông hoàng hạnh phúc cùng chơi cùng vui.